Phát La xin lỗi vụ dùng từ kém duyên để thả thính trang pháp trên livestream. Phát La gửi lời xin lỗi vì dùng từ ngữ kém duyên khi thả thính trang pháp trên livestream. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc. Phát La bị khán giả chỉ trích sau buổi livestream. Trong livestream gần đây cùng với trang pháp và Mixi, Phát La vấp phải ý kiến trái chiều khi dùng từ ngữ nhạy cảm. Cụ thể, khi được ban tổ chức yêu cầu thả thính quán quân chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nam diễn viên phát ngôn một câu mà khi đọc lái lại có phần nhạy cảm, kém duyên. Vì chưa kịp nghe rõ nên trang pháp lộ vẻ bối rối. Sau đó, nữ ca sĩ hỏi lại nhưng Mixi nhanh chóng ngăn cản, khuyên cô quên đi. Đoạn clip thả thính của Phát La sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ, đồng thời cho rằng câu nói của nam diễn viên là kém duyên. Một số khán giả nhận định dù đang đùa giỡn nhưng trên sóng livestream, Phát La cần cẩn trọng hơn khi phát ngôn để tránh vướng phải những ồn ào. Bài xin lỗi của học trò Trường Giang sau vụ ồn ào chụp màn hình một tài khoản bình luận, bình thường đã không thích bạn này, giờ thì không ưa luôn. Đùa gì mà kém duyên. Người xem khác chia sẻ, tôi dị ứng với mấy kiểu văn bậy bạ như thế này. Không hiểu sao nhiều người lại xem đó là hay nhỉ. Một cư dân mạng nêu quan điểm, ôi tưởng là hài nhưng không, đây là kém văn hóa. Khán giả khác gay gắt, cái này không dừng ở mức vô duyên nữa mà là thô tục luôn rồi. Bình thường bạn bè thân giỡn với nhau còn ngại miệng huống gì nói với một người phụ nữ ở chỗ công cộng. Nghệ sĩ là người truyền tải văn hóa mà sao lạ quá. Tuy nhiên một khán giả bên vực, đúng là hơi kỳ, nhưng đời có ai mà không có lúc vạ miệng. Nghệ sĩ cũng là con người mà. Sau này rồi ổng cũng rút kinh nghiệm thôi. Cũng đừng ác miệng với ông ấy quá. Phát La gửi lời xin lỗi đến trang pháp, cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc. Liên quan đến vụ việc, Phát La đăng tải bài viết giải thích trên fanpage sở hữu hơn 1.1 triệu lượt xem. Nam diễn viên nói trong buổi livestream, chương trình có đưa ra thử thách cho mình và Mixi lần lượt mỗi người thả thính trang pháp 10 câu. Vì thử thách bất ngờ và dồn dập nên cả hai vừa thực hiện thử thách vừa dùng điện thoại tham khảo trên Internet. Phát La đã vội vàng bất cẩn chọn dùng nội dung chưa phù hợp. Học trò Trường Giang giải thích. Sau khi nhận phản hồi của khán giả về vụ dùng từ ngữ khiếm nhã trên sóng livestream, Phát La gửi lời xin lỗi đến trang pháp và ekip. Tôi xin rút kinh nghiệm và cần cẩn trọng hơn trong những buổi livestream tiếp theo. Nam diễn viên 9X chia sẻ.